Chạy nào trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ trải nghiệm một cái tựa game mới, chủ đề Naruto luôn em ơi. Đó là game Huyền Thoại Làng Lá. À, thì game này của IC Game anh em ha. Rồi, game này thì trước đó thì mình cũng đã xem cái hoạt cảnh và cũng như là animation đó anh em. Thì nói chung là nó khá là giống với lại Huyền Thoại Những Giả luôn em ơi. Ông nào mà coi kênh của mình thì cũng biết ha. Nhưng mà cái bản này nó có cái hoạt cảnh giống y chang như là ở bên cái bản mình hay review luôn anh em, ở bên Trung á. Đó, thì cái này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm thử coi như thế nào luôn nha anh em. Thì đối với lại những bạn nào mà lần đầu xem kênh á thì hãy cho mình một like, xem theo dõi kênh để mình cùng đồng hành cùng cái tựa game này. À, nếu mà anh em ủng hộ ha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm game nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng có bộ cốt chung anh em. À, cốt chung nữa nha anh em. Cốt chung thì mình sẽ ghim, mình để dưới phần miêu tả. Anh em có thể xuống dưới đó xem các thông tin về game và cũng như là xem cái cốt anh em nha. Cốt đợt này khá là nhiều luôn em ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào game đi em ơi. Rồi ok anh em ơi, vào game được rồi nè. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng bỏ qua cốt truyện ha. Ông nào mà thích xem có thể xem luôn nha anh em. Đây, có thể nhắc bỏ qua nhanh luôn nha. Rồi mới vào thì chúng ta sẽ thấy một trận BK giữa thằng Nam làng sặc anh em ơi. Trời ơi, mới vô là bọc cách ra rồi là củ vĩ luôn anh em ơi. Vĩ này là vĩ một đuôi nha, trời ơi, quỷ sặc đó kìa. Khô HP luôn hả? Anh em, trận này dạng như là nó sẽ cho chúng ta là xem những cái bộ skill và cũng như là cái cách combo luôn thì phải đó anh em. Đây, gameplay luôn nè. Đó, có, ui đẹp thế nhá. Cái nộ này nhìn quen lắm anh em. Nộ này như cực kỳ quen. Đây, chuẩn bị nộ của thằng Na đây. Đấy, anh em thấy ok chưa? Những cái nộ này hơi bị quen thuộc luôn em thấy không? Ông nào mà chơi Huyền Thoại Những Giả có thể thấy cái nộ này y chang luôn em. Nhưng mà ở bên này những cái nộ giống như là cái animation đó anh em, nó dạng như là nó đầy đủ hơn, giống y chang như là cái bản ở bên Trung anh em. À, anh em để ý không? Đây là một vài cái con tướng là dạng như là nó tướng cơ bản thôi, chứ nó chưa phải là những cái con tướng mạnh, ví dụ như là Obito rồi Madara rồi cái thứ anh em. Mấy con đó nó chơi hoạt cảnh cũng như animation đó anh em, nó xịn sò hơn nữa anh em. Có gồng chách ra đồ các thứ lên nữa nè anh em. À, có gồng chách ra gì, mỗi người đợt này nó sẽ có là những cái đợt truy kích nữa anh em, chúng ta sẽ cùng xem ha. Đây anh em, nộ đây hình như là nó sẽ có những cái là combo để mà kết hợp với nhau nữa anh em, khá là hay. Khi mà kết hợp thành công thì nó sẽ có những cái hiệu ứng là hất tung rồi đẩy lùi rồi các thứ anh em nha. À, ok, được cái bộ anh em nhờ. Gameplay lúc đầu là thấy ưng ý rồi đó anh em. Ông nào mà muốn đổi gió thì có thể qua bên này chơi với mình nha anh em. Còn về cái server thì chắc là để mình chọn sau đi, bởi vì những cái server đầu này thì nó hơi là ấy. Đó, vô phần chiêu mộ anh em ha. Đây anh em, đây là cái giao diện chiêu mộ nha. Rồi, chiêu mộ miễn phí anh em. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được những cái con tướng cơ bản rồi. Đây, ui, cái chiêu mộ này cái hoàn cảnh cũng đẹp ghê anh em. Đào, ui, đào lúc này là được cái bách hào ứng rồi hả? Ok, rồi, ra xem cái giao diện anh em ha. Giao diện đợt này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái tính năng luôn nha anh em. Tí hồi nữa mình sẽ xem từng tính năng. Anh em muốn mở những cái tính năng mà bị khóa đó thì bắt buộc chúng ta phải lên level. Mà lên level bằng cách nào thì chơi cái event của cái cốt truyện này anh em. Đó, chúng ta sẽ lia các cái ải. Thì khi mà ly ải xong rồi á thì chúng ta sẽ có thêm gọi là kinh nghiệm đồ các thứ anh em nha, để chúng ta lên level. Rồi, ở bên này thì mình thấy là có cả Rio nữa nè anh em. Có cả Rio nè, giống như trang kim cương vậy đó. Rồi có cả đồng nè, tiền xu anh em, và cũng như là có thêm cả cái này là cơm nắm anh em. Cơm nắm là thể lực anh em. Game này là có thể lực đàng hoàng nha anh em, giống y chang như là mấy cái tựa game gacha khác thôi. À, trận này BK với lại Georgie à. Đây, mỗi con nó đều sẽ có một cái bộ skill nộ và cũng như là những cái skill bị động anh em nha. Để tí hồi nữa vào xem cái bộ skill bị động của từng của mấy con tướng thì coi như thế nào. Wow, nộ đẹp thực sự anh em. Được nhờ. Tí hồi nữa mình sẽ nhập cái bộ cốt chung thử coi như thế nào luôn nha anh em. Nhập bộ cốt chung thử coi như thế nào luôn. Con đào đây, đào đang bị choáng. Á, à, cái con cho ra này nó sẽ có cái CC anh em ơi. Rồi bây giờ nó sẽ hướng dẫn cho mình là combo hai cái nộ chung với nhau luôn nè anh em. Đây, thằng Na nè. À, con đào nè. Đào này thì chắc chắn là búp rồi anh em ơi. Ủa nó hẹo ơi. Hẹo ơi, hẹo ơi. Rồi, tiếp tục có lại cái ải luôn nha anh em. Chúng ta có thể nhận được thêm mấy cái đây anh em, mảnh tướng nè. Rồi Rio rồi trong này luôn nha anh em, ở trong cái rương này anh em, đạt được số sao nhất định thì chúng ta sẽ nhận được thêm. À, ok, tiếp tục nha.
À, cái giao diện này thì nó sẽ cho chúng ta gắn 4 slot. 4 slot ninja vô trong này luôn nha anh em. Má ơi, nó giống với lại cái game Naruto mà mình hay review bên chung anh em nhỉ. Easy luôn, khác gì đâu trời. Ôi, búp HP kìa. Đào này mới vô anh em build nó lên một xíu để anh em đi ải rồi. Cái thứ chủ yếu là chúng ta lấy đi ải thôi. Để coi tí hồi nữa có cái gói bơm lúa đầu hay không anh em. Để chúng ta lấy cái con tướng đó. Hầu như cái con tướng đó thì chúng ta sẽ lấy để mà ly ải nó khá là nhanh anh em ha. Đây, sẽ nhận được thêm mảnh của cho ra. Rồi sau đó chắc là sẽ ra để mà ghép cho ra để đi ải. Ô, vàng tướng kìa. Có cả là đệ tứ nè, Kisame nè. Mấy con này là cấp A thôi anh em ơi, để anh em liên mấy ải đầu thôi. Mấy con xịn là nằm ở đây nè anh em, Kisame nè. Rồi có cả Kabuto nè, Konan, Akatsuki nè, Itachi, Ben nè, và cũng như là Itachi, Ambu nè. Wow. Ở bên này thì để mình coi coi. Có 5 hệ phong nè, hệ phong nè, hệ hỏa nè, hệ địa là thổ anh em, thủy nè và lôi anh em. Đó, có tổng cộng là 5 hệ cho chúng ta chơi anh em nha. Hay chà, rồi lý ải tiếp thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ trải nghiệm con Choji vào trong trận luôn anh em. Này thì đồ đạc thì chắc chắn đó anh em, phải ly ải rồi cái thứ thì chúng ta mới có. Shikamaru hả? Bên này bản Shikamaru ải chúng ta có thể ít 3 và cũng như là bật tự động lên để cho nó tự combo luôn anh em ha. Không nhất thiết là chúng ta phải tự combo tay. Nói chung là ải nào khó thì chắc phải combo tay, còn ải nào dễ thì chắc là thả cho nó ít 3 rồi tự động luôn anh em. Đây ít 3 đây. Shikamaru nộ này. Ôi, có cả định thân nữa anh em nhỏ. Định thân giống y chang như là bị stun vậy đó, đẹp ha. Hồi trách ra rồi tùm lum nó kìa, quá trời hiệu ứng luôn. Mấy cái này là mấy cái này là quyển trục lên kinh nghiệm anh em ha. Rồi, chơi cái bản này mình thấy cũng khá là ok luôn á anh em. Những cái gameplay với lại vật phẩm đồ khá là giống như là bên bản chung anh em ơi, bên bản chung. Không phải so sánh chứ mình thấy mình chơi cái tựa game Naruto rất là nhiều rồi anh em. Thuyền thoại những giả rồi các thứ qua bên này thì thấy những cái này nó có một cái sự tương đồng tương đối lớn anh em ha. Khá là thích hợp với lại kênh của mình anh em nhờ. Anh em thấy video này hay cũng như là tựa game này hay thì anh em có thể vào trải nghiệm và cũng như là hãy cho mình một like share dõi kênh anh em, để khi nào mà có code hay là có những cái mẹo chơi game nào mới đó thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh. À, pha này là chắc Pika với lại là Kakashi đúng không? Rồi, Kakashi cơ bản thôi anh em ơi. Trời, Kakashi này là hệ lôi à? Đúng rồi, nó hệ lôi đúng rồi anh em. Con đào là hệ địa. Hệ thổ anh em. Rasengan phong ứng chắc ra nữa hả? Quay, quá nhiều hiệu ứng nha anh em, nhiều hiệu ứng lắm nha. Hồi chắc ra, phong ứng chắc ra rồi choáng rồi tùm lum hết kìa. Không biết là có bị băng hay là có sát thương cuối lượt rồi các thứ hay không nữa. Giảm thủ rồi nữa kìa. Những cái hiệu ứng này nó hiện hết ở trên cái gameplay luôn anh em. Hiện hết lên luôn anh em nhờ. Khá là hay. Để mình review sau đó thì chúng ta sẽ cùng vào cái phần nhập code nha anh em ha. Đây, ninja nữa đây. À, đây là cái nâng cấp anh em ơi. Đây, tăng cấp đây. Dùng mấy cái quyển trục này tăng cấp nha. Rồi, tăng cấp xong rồi tới con cho gì. Làm thêm mũi tên thôi anh em. Làm mấy cái quy đầu game thôi. Đấy, trước mắt là thấy kỹ năng né. Đánh bại hồi gì đó, hồi sinh vậy đó anh em ơi. Mấy con này là mấy con cơ bản thôi. Sau là anh em thay hết cái dạng tướng xịn. Nghe bảo rằng á, trước đó thì tựa game này nó cũng đã ra một cái bản Glow Beta để cho anh em trải nghiệm vài hôm anh em ha. Thì anh em nào mà đã trải nghiệm rồi thì cũng biết gameplay của nó như thế nào. Và cũng như là cái con tướng nào mạnh nữa anh em. Thì nghe bảo rằng con Deidara rồi các thứ là nó BK rồi nó mạnh lắm. Thì không biết cái cách thức lấy như thế nào thì để coi thử coi. Đây là cái đây là hình như hình như là cái quyển trục để quay. Quyển trục để quay anh em, đây là cái mảnh vạn năng nè. Được đó nhờ, đây anh em, quyển phong ấn nè, trong sự kiện dùng để tham gia chiêu mộ ninja cao và chiêu mộ ninja hạng giờ. Quay. Tích cái này lại nha anh em, tích cái này lại nha. À, có thể chọn một trong bốn con này anh em, Ly nè, Na nè. Mấy cái này thì nói chung là để chơi cho nó vui thôi. Chứ anh em muốn chơi thì chắc là anh em phải chơi những cái con tướng nào mà phẩm SS á, SS cộng á. Rồi chiêu mộ tiếp anh em ha. Quay. Mới lấy 10 quyển trục nó cho chiêu mộ X10 rồi. Thôi chịu, sao giờ anh em, nó nằm ở trong cái quy đầu game nè mà.
Tụi con nào ngon không? Ê, ê, mình thấy có một Kakashi. Cái này là auto ra nha. Cái này auto ra nha. Thẻ huy chương nữa hả? Thẻ huy chương này là để dùng làm cái gì đó em nhỉ? Rồi, úp Kakashi lên em một con phẩm S nè. Ta lên level cao cao một tí, con này là thuộc dạng ác có đột phá nữa anh em hả? Chúng ta có thể đột phá thức tỉnh nó lên bậc anh em, lên bậc cộng đồ các thứ á. Đây anh em, từ bậc cái nền màu xám lên nền màu màu xanh. À, cái này là sau đó là chúng ta lên nền màu tím đồ các thứ anh em. Thiếu đá này nè, chúng ta có thể đi ly ải ha. Nói chung là nó hao hao giống y chang như là mấy cái tựa game gacha khác. Rồi chúng ta lấy cái kể cả những cái trang bị luôn thì chúng ta cũng có thể lên được là những cái lên Kakashi luôn nha anh em. Chúng ta có thể lên được những cái phẩm cho tướng bằng cách ly ải đồ các thứ anh em nha. Còn ông nào muốn nhanh thì có thể bơm lúa vô. Đây là những cái con tướng cơ bản để anh em ly anh em ha. Nhưng mà con Kakashi đam to vãi nhờn. Nó vẫn cho chúng ta làm cái quy đầu anh em chưa bắt nhập code. Nên là tới đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhập code. Code thì chắc là nằm ở trong game thôi anh em. Chứ không có một cái web nào ngoài thì phải đó. Để tí mình nhập code thử nha anh em. Full bộ code ngày hôm nay luôn nha anh em. Full bộ code ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gồm có gọi là 7-8 code đó anh em. 7-8 code chung. Còn code riêng thì anh em có thể lên trên bay. Cái link bay thì mình sẽ để dưới phần comment mình ghim lại. Để cho mình để dưới phần miêu tả. Đó, anh em có thể vào trong đó anh em xem kể cả group rồi các thứ luôn, anh em có thể vào đó coi ha. Chung là trước đó đó anh em, trước khi game ra mắt á thì chúng ta có những cái event để mà chúng ta lấy code trước đó rồi loan tin rồi các thứ anh em, fan cứng rồi đó. Đây anh em, con quỷ Derada này nè, nghe nói nó mạnh lắm, đam ao e rồi nó cả nó có những cái hiệu ứng khá là mạnh luôn anh em, không biết có choáng được cái thứ hay không nữa. Phải vào đọc skill rồi các thứ anh em ha. Chuộng Gara, nộ đẹp ha. Gara này Gara cơ bản thôi nha anh em. Cái chữ kết thúc á anh em, nó không phải là chữ tiếng tàu nữa mà đó là cái chữ là Việt hóa hoàn toàn anh em. Việt hóa hoàn toàn. Ok ghê ha anh em ha. Chúng ta có thể đổi gió qua từ game này. Đang tự nhiên nhảy qua bên làng cát để đi BK luôn trời. À Sasori à. Để coi nổ của Sasori luôn nha anh em. Không phải Sasori anh em. Này là điều khiển con rối Sasori thôi. Vãi trưởng hết hồn anh em. Con rối Kankuro. Why nổ kìa. Mấy con cơ bản thôi mà nó nổ cỡ đó rồi đó. Sau này mấy con tướng SS rồi phẩm SS cộng đồ cái thứ thì trời nó nổ cỡ nào nữa anh em nhờ. Bên này hầu như là nổ full HD nha anh em. Không có bị cắt xén hay gì đâu. Kể cả na cơ bản thôi là nó cũng đã là ra Rasengan đẹp cỡ này rồi mà anh em. À, ổn áp. Đây, lấy thêm Rio rồi các thứ nữa nha anh em. Bên này nó cho Rio khá là nhiều. Cơ bản thì đầu game á, thì anh em sẽ nhập bộ code chung. Rồi sau đó anh em sẽ ly hết cái thể lực. Khi nhập code đó thì chúng ta chắc mình nghĩ là code nó cũng sẽ cho chúng ta thể lực đó anh em. Và cũng như là cái món cơ bản. Thì anh em sẽ dùng những cái tài nguyên đó để cho anh em up cái đội hình của mình lên đầu game cho nó mạnh một tí để ly ải cho nó nhanh thôi. À, ông nào có điều kiện thì có thể bơm cái gói nạp bơm cái gói đầu á anh em. Bơm lúa đầu á để anh em lấy thêm một chút quà và cũng như cái con tướng ở trong đó để tí ra coi quà nạp đầu là cái gì. Lấy con tướng ở trong đó để ly ải thôi. Đầu game thì có mỗi con đào là nó có búp HP thôi. Nên là chắc là build em nó mạnh một tí để ly ải thôi anh em ha. Đây, quyển trục nữa nè. Cái ải đầu nó cho 10 quyển. Mấy ải sau nó cho có một quyển rồi ta. Chắc chắn là cốt chung đợt này thì chắc là nó sẽ cho chúng ta thêm mấy cái quyển rồi anh em. Chắc chắn điều đó luôn ấy. Cho ra có choáng nha anh em. Game này có những cái kỹ năng choáng rồi xét thương cuối lượt rồi có giảm chắc ra là cái hồi nổ anh em. Đây. Hồi nổ nha anh em. Chắc ra là cái hồi nổ đấy. Ok, ngon.
Đó, anh em thấy gameplay ok không em? Rồi bây giờ mình sẽ để mình làm cái quy đầu đi, rồi sau đó mình sẽ ra mình nhập code cho anh em xem luôn nhá. Rồi ok, nó cũng đã cho mình ra cái giao diện game rồi anh em ha. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái giao diện nhập code anh em ơi. Thì anh em nhấp vào trong cái avatar giùm mình nha anh em. Đây, trong avatar này thì ở dưới cái phần này thì chúng ta sẽ có cái mã kích hoạt anh em ha. Thì anh em nhấp vào mã kích hoạt, anh em nhập code cho anh em. Code này thì mình sẽ để nguyên một list ở dưới phần miêu tả để anh em xem luôn. Còn bây giờ mình sẽ nhập trực tiếp luôn nha anh em, để thử coi là có cái gì ngon nha. Rồi đầu tiên anh em nhập giùm mình cái code đó là LivePay. À LivePay nha anh em, để thử coi là nó cho quà gì nha. Chúng ta sẽ có tổng cộng là tới rồi code này nó sẽ chuyển qua thư luôn nha anh em. Rồi nhập cái mã tiếp theo thôi. Anh em nhập cho mình cái mã là huyền thoại. À code thứ hai. Nhận. Đó quà sẽ quét qua thư, hãy kiểm tra xác nhận. Rồi tiếp theo nữa anh em nhấp vô trong mình thêm một cái mã nữa là mã thứ ba làng lá. À viết hoa luôn nha anh em, nhập y chang như mình luôn nha. Rồi mã thứ tư gacha. Thôi mã gacha luôn ghê chứ. Rồi chuyển qua thư luôn rồi. Tiếp theo nữa là mã là VIP 999 nha anh em. Đây VIP 999. À 4 số 9 nha. Rồi nhận qua thư luôn. Rồi cái mã tiếp theo nữa là anh em nhập cho mình là Naruto. À ok, cho anh em sẽ phát qua thư kiểm tra nè. Rồi rồi tiếp theo nữa anh em nhập cho mình là cái mã làng cát anh em. Làng cát nha. Rồi nãy giờ bao nhiêu cái rồi anh em, nhiều thực sự ha. Code chung đường này quá trời luôn. Rồi code cuối cùng của code chung anh em thì chúng ta sẽ nhập đó là Akatsuki. À ngon lành chưa anh em, để đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái code chung anh em. Còn những cái code riêng anh em có thể lên trên bay với lại group á, là link của bay với lại group mình sẽ để dưới phần comment. À, để phần miêu tả để cho anh em vào anh em chơi những cái event trong đó nha. Rồi đây anh em, quà đây anh em. À, ô cái này Rio hả ta, tài nguyên hiếm có. Ui 300 Rio anh em ơi, ngon. Đây mảnh của thằng Na 80 mảnh đó nè, quà Naruto nè, VIP 999 nè, cái này gì đây. À, điểm huấn luyện anh em ha, đạo cụ dùng để dưỡng huấn luyện, đây là một cái tính năng anh em nha. Gacha được thêm 2 cuộn phong ấn nè. Rồi cái này là cái chìa khóa triệu hồi trang bị anh em, chúng ta có thể vào banner gacha cái trang bị riêng bằng cái chìa khóa này anh em. Rồi huyền thoại nè, được thêm thể lực nữa nè. Live bay thì được thêm cái này là trang bị anh em, cái này hộp trang bị nè, nguyên full một bộ luôn, full bộ trang bị, có thêm 80 mảnh của Gaara nữa nè anh em, và cũng như là cái thư chào mừng đến với lại cái thế giới Hokage. Thế giới Hokage hả? Không thể nhận thư. Ủa cái gì vậy? Ok, nhận thư nhanh mà nó không cho nhận luôn ta. Tự tay nhận hả? Ok không sao anh em, nhận nhận tay nha. Một cái nè, quả ngon. Naruto 80 mảnh nè. Quyển quyển trục để mà chiêu mộ nè. Đó, chìa khóa nè, đó đó nó bộ code chung đó anh em. Thì khi nào mà có code chung mới thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh, anh em nhớ theo dõi kênh nha anh em hả? Rồi. Ngon rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào ghe xem những cái tính năng mới thôi coi như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ coi cái quà bơ gì bơm đầu đi anh em ơi. Quà bơm lúa đầu. Quà bơm lúa đầu đợt này thì chúng ta sẽ có ô cái gì mà nhiều thế nhờ, phúc lợi nè anh em. Cái này là phần điểm danh. Đây là phần điểm danh nha anh em. Trời ơi Tsunade ngồi kiểu này là chết tôi rồi. Đây anh em, quà điểm danh ha. Ngày 1 cho đến ngày 31 luôn. Thì ở trong này chúng ta sẽ có Rio nè, có quyển trục nè, rồi có thêm mấy cái chìa khóa cũng như là mảnh tướng anh em nha. Đó. Rồi Itachi Ambu, cái này là cái này là đạt được ải anh em, cái này là đi ải nha. Tiến độ chưa đạt. Cái này là hình như là nhận được Itachi Ambu luôn anh em. Rồi cái này là quà bơm lúa đầu nè, ngày 1 là chúng ta sẽ được một con ô. Tự chọn. Một là Kilobi, hai là hoa hậu, ba là Tetsude và bốn là Jiraiya. Một trong bốn con thôi anh em ơi, ngon nhờ. Rio anh em, và cũng như là cái bộ trang bị tự chọn. A hồn vũ khí thức tỉnh SS anh em. Này là hồn vũ khí ha. Hồn vũ khí này là của 7 thanh đao, này là của Kilobi. À của mấy con tướng nạp đầu anh em, của mấy con tướng bơm đầu á. Cái này là hoa hậu nè. Cái này là của Tetsude và cái này là của Jiraiya. À. Rồi cái này là thẻ tháng nha anh em có thể kích hoạt mấy cái bên này để chúng ta lấy thêm quà, mỗi tháng nó sẽ cho chúng ta thêm những cái lợi tức ở bên này. Đây có cả Rio và cũng như là mấy cái quyển phong ấn nữa nè anh em. Cơm nắm hàng ngày, tới ngày anh em nhớ có thể nhận được mấy cái cơm nắm này để dạng như là cái này là cái thể lực đó anh em. Đây, đầu tiên nè, rồi 2 giờ cho đến 8 giờ, 8 giờ cho đến 24 giờ, chúng ta có thể nhận được thêm hai cái nữa ha. Nguyện ước mỗi ngày
À, mỗi ngày bơm lúa 79 được ước nguyện một lần à. Cái này là giống y chang là chúng ta vô quay vậy đó anh em. Rồi quà lực chiến. Ồ, đạt lực lực chiến ta sẽ nhận được thêm Rio và cũng như là thêm mấy cái quyển phong ấn nữa anh em. Ngon nhờ. Đây nè, quà lực chiến nè. Để coi mát binh là bao nhiêu. 300 ngàn. Quỷ cấp anh em, cái này lên cấp anh em kích hoạt cái gói này á, thì lên cấp thì chúng ta sẽ nhận được thêm Rio thêm nha anh em ha. Rồi chiến lệnh ải. À, cái này giống y chang như là cái thẻ thông hành, nó có giấy thông hành gì đó. Thì anh em ly ải rồi á, kích hoạt thêm cái gói dưới này chúng ta có thể nhận được thêm Rio. Đây. À, ok chưa anh em? Gì? Xác nhận tốn là chiến lệnh. À, cái này là dùng, cái này là anh em có thể kích hoạt dưới này bằng với cái lúa đó là 129 anh em nha. 129. Chiến lệnh lực chiến, kích hoạt thêm cái gói bên này nữa. Cái này là ải, cái này là lực chiến anh em. Và chiến lệnh hành trình tu luyện nữa anh em, trụ ba cái luôn nha anh em, ba cái. Này là lực chiến server nên anh em, cái này là đua top nha anh em. Đua top trong server. À. Để coi coi. Ui, cái này có vô xem được con Ben nữa nè anh em, kỹ năng con Ben nữa nè. Bí kỹ nè, tấn công. Mấy cái này chúng ta nghiên cứu sau đi anh em ha, ngày hôm nay trải nghiệm game thôi. Cái này là ninja mới. Đây anh em, những cái gói bơm lúa đây anh em ha. Có cả kinh nghiệm VIP ở dưới này nữa nha anh em. Bảng xếp hạng lực chiến, để coi quà, coi thưởng lực chiến nè. Ui, cái đá này chắc xịn lắm anh em. Đạo cụ dùng để thức tỉnh trang bị. Phải có cái đá này mới thức tỉnh được trang bị nha anh em. Mấy cái trang bị trong này là cũng có thức tỉnh nữa nha. Thưởng sự kiện nữa nè. Được nguyên con Ben luôn em. Được nguyên con Ben. Và cái hồn đạo khí của nó chắc cú luôn là như vậy luôn em. À, cái này ngọc hả? Rương nguyên liệu tăng tăng lên truyền thuyết nè anh em. SS nè. Ai chà, mấy cái đá này sau này kiếm mệt lắm đó nha anh em. Nhìn là biết rồi. Ưu đãi ngày cho ninja mới. Chúng ta có thể bỏ thêm mấy cái Rio chúng ta mua ở bên này anh em hả? À, quyển phong ấn 5 cái chỉ có 2.000 người được mua. Còn 23 món. 1.200 đúng không? 5 quyển. Chỉ có 1.000 người được mua, còn 8... Ui, mua thử 5 quyển anh em nhờ. Mua thử 5 quyển nhờ. Này có 600 à. Còn có hai mấy người được mua thôi anh em ơi. Trời ơi. Còn có 9 món à. Bảng cấp sao. Bảng cấp sao ải anh em, cái này là sao ải càng cao, cái này là dạng như bảng xếp hạng vậy đó anh em. Sao ải càng cao thì người đó sẽ nhận được nhiều quà thôi. Hành trình tu luyện nữa anh em. Đây, à, này cũng có xếp hạng luôn nha anh em. Quá là nhiều cái. Rồi giấy thông hành anh. Ui, y chang nhà nãy mình nói anh em. Giấy thông hành nè. Đó, anh em có thể kích hoạt mấy cái ở dưới này để chúng ta lấy thêm quà dưới này ha. Giấy thông hành nha, với là giá là 249. 249 nha. Rồi nhiệm vụ chính ở dưới này chúng ta có thể nhận được thêm quà anh em. Mấy cái quyển trục nè. Ngon. Đó, anh em ly ải lên level sau đó rồi anh em làm nhiệm vụ quy đầu á thì nó cho chúng ta mấy cái này nhiều lắm anh em. Rio đồ các thứ. Không biết cày chay nổi không đây. Anh em muốn đè đầu người ta thì anh em phải bơm lúa mạnh mạnh tí, còn không thì anh em cày chay ra anh em ơi, để bị người ta đè lại. Rồi, level 6 cũng được thêm quà nè, level 10 cũng được thêm quà nè, 12 nè. Ninja hiếm nữa nè. À, nhận hết quá mấy cái quà này nha anh em. Rồi chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng nữa, phúc lợi anh em ha. Phúc lợi như là nãy chúng ta xem rồi, nó nằm ở bên này luôn. À, đây là gói phúc lợi ha. À, đây là gói sự kiện. Gói sự kiện nha anh em, vô xem thử nha. Sự kiện là cái này là bơm lúa 120 Rio. À, cái này là gói bơm lúa nha anh em, gói bơm lúa. Quà tích tích tuần lúa nè. Quỷ phong ấn à. Này là những cái quỷ thêm anh em ha, để chúng ta lấy thêm mấy cái quyển trục nè. Tiệm nữa nè anh em. À, level 13 mới mở ha. Rồi có thêm hành trình tuân thủ bên này nữa, để xem thử coi có gì. À, qua 7 ngày. Rồi. À, mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thành những cái nhiệm vụ ở trong cái ngày 1, ngày 2 từ tới ngày 7 luôn anh em. Thì xong rồi nó sẽ cho chúng ta được thêm con Nezi. À, đây anh em, được thêm mấy cái Rio cũng nhiều lắm nè anh em. Vô xem thử nha. Ninja 3 sao. Nhận Ninja 3 sao, nhận được thêm nữa nè. Đó, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là cày lên level 20 rồi đi ải, ly ải là nó cho quà thôi anh em ơi. Vô nè, dưới đây quá trời luôn nè. Ngày 2, cái này là bảo vật hả? Bản vẽ thiên đường tung tăng, thức tỉnh của Kakashi. Mỗi cái con tướng trong này nó sẽ có một cái bảo vật thức tỉnh riêng. Thì ví dụ như là cái bản vẽ của thiên đường tung tăng này là để cho Kakashi để thức tỉnh anh em. Đó, thức tỉnh này dạng như là nó tăng sức mạnh cho cái con tướng đó luôn ấy.
Rồi chúng ta sẽ có những cái gói chiêu mộ rồi các thứ anh em, để coi đủ 10 không. Làm để tí hồi nữa làm một phát ít 10 luôn anh em nhờ, để thử coi ra được có con tướng gì. Ngoài chiêu mộ thừa hiếm ra đó thì chúng ta sẽ có chiêu mộ thường. Đây mình mới chiêu mộ thường xong nè anh em. À có kích hoạt gọi là cái cái gọi là gì ta anh em nhờ. Cái bộ sưu tập đó anh em nhờ. Cái này là chiêu mộ cao, này đổi cái gì đây để coi thử coi. À chúng ta có thể lấy điểm đổi mạnh của cái con tướng trong này anh em nhờ. Đổi mạnh của con tướng trong này luôn, Kilobi rồi nữa nè, Kilobi này là SS thôi. Itachi cũng là SS, Kisame cũng là SS luôn nha anh em, ba con SS cộng hả? Kisame SS cộng, Itachi SS cộng. Vậy là nó phân ra những cái con là SS chứ là SS cộng anh em, Kilobi là chỉ là SS thôi. Wow, cái này mới à, cái này mới à. Rồi, cái này là chiêu mộ tình bạn thôi anh em ơi. Lấy cái hoa này để chiêu mộ thôi. Chúng ta có thể tặng hoa này ở trong tình bạn anh em ha, trong list bạn á, có thể lấy thêm. Còn chiêu mộ cao trong này á, chúng ta sẽ dùng cái quyển trục để mà chiêu anh em nha. Danh sách tâm nguyện, chúng ta có thể vô trong này chúng ta tâm nguyện cái con tướng đang cần. À, ok nha anh em. Quá trời, cái này gì đây? À, cái này là cái móc chiêu mộ anh em nha. 10 lần nè. 10 lần nè, 20 lần nè. Cái móc cuối là 250 lần là sẽ được những cái đồ của SS anh em ơi. Đây. Hay chà, à, cái này là quyển kinh nghiệm lớn anh em, quyển kim lớn ha. Đây cái móc chiêu anh em chiêu là chúng ta sẽ nhận được thêm quà nữa nha anh em. Ôi ơi. Quá trời quá đất rồi, ninja nè, trang bị anh em, trang bị ninja ha, để vô xem coi. Ở trong này chúng ta sẽ có tăng cấp đồ các thứ nha anh em, tăng cấp nè. Rồi trang bị của các con ninja để mình tăng cho con tăng cấp nhanh nè, dùng quyển trục để tăng cấp nhanh hoặc là tăng cấp bình thường anh em ha. Rồi trang bị ra anh em thấy không, trong này nó sẽ mỗi con nó sẽ gồm có là sáu món trang bị anh em, sáu món trang bị thì chúng ta có thể tăng cấp cho những cái món trang bị này, và sau này chúng ta có được cái món trang bị cao hơn á thì anh em có thể là up vô anh em, đổi lên được anh em ha. Trang bị này giống y chang như là anh em up cho tướng vậy đó anh em. Đây có cả thức tỉnh nữa nè, thức tỉnh trang bị nữa nè anh em. À, cái này nó hao hao giống y chang như là game hơi thở rồi các thứ anh em nhờ. Hao hao giống vậy ha. Hay chà, rồi, trang bị đúng không? Chợ chiến nữa nè. Có chợ cả chợ chiến nè. Rồi, vô trong túi nha anh em. Đây là cái túi nè, toàn bộ những cái nguyên liệu của anh em luôn. À, ở trong này thì có con thằng Na nè, mình sẽ dùng nó để tăng sao. Tăng sao cho Na được cái thứ nha anh em. Rồi, đây anh em, có cả gara nữa. Gara này thì khi nào mà có tướng chúng ta mới dùng được anh em, không có ghép lại được hay sao á. Thu thập 80 ghép được. Ủa, thu thập 80 ghép được gara và nguyên liệu tăng sao cho gara. À, này là chắc là phải vô trong tướng để mà ghép rồi. Đây anh em. Đây ghép đây, nhấn ghép nha. 80 mảnh là được con gara rồi. Ui, gara là phẩm S luôn hả? Có thể vào xem được cái con ninja trong này luôn nha. What? Quá trời luôn. Quá trời luôn em ơi, có cả triệu hồi nữa nè, cái này phải lên level nha anh em, phải như là cái phần nhiệm vụ. Đó, quá trời những cái để mà chúng ta chơi luôn nha anh em. Rồi, vô xem cái dàn ninja trong này thử coi là có cái gì hay ho hay không anh em nha. Đây. Toàn bộ luôn nha anh em. Trời, có cả phẩm 3S nữa anh em. Phẩm 3S Minato đệ tứ. Ui, anh em thấy cái tạo hình y xì như là bên huyền thoại nhân giả luôn anh em. Y xì, khác gì đâu. Rồi Kisame, ơi cái con đệ tứ là cái con phẩm 3S đầu tiên luôn em, mấy con khác không có. Kisame là cũng là SS cộng thôi. À, Kabuto SS cộng luôn em, Kabuto là con này là chắc là bơm HP để coi coi. Hồi HP cho bản thân và hai đồng đội, ui bằng phần trăm công. Konan Akatsuki đây anh em. Izzy luôn em, Itachi nè. Đó anh em thấy cái tạo hình nhân vật y đúc luôn anh em, y đúc bên người lại giả ha. Con này là Tu La Đạo ở bên cái đám Ben anh em nha. Tu La Đạo này cũng có được có một vài con SS cộng thôi anh em nha. Một vài con thôi, không có nhiều đâu. Này nó có ghi ở ngoài luôn nè anh em, SS cộng nè. Rồi được 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 con SS cộng thôi và một con 3S. Sau này nó sẽ ra những cái con ninja khác nữa anh em. Đó, nếu mà anh em ủng hộ thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh nha anh em ha. Kakuzu, Kilobi, Hoa Hậu nè, Hoa Hậu là SS ha, Na Tiên Nhân nữa anh em, SS luôn nè. Uầy, được có vài con thôi anh em ơi, còn như là phẩm S không à. Đây anh em, quá trời dưới này luôn nè. Này là tất cả hệ rồi đó anh em, mới game mới vào á thì nó cập nhật vô đây thôi. Sau nó sẽ cập nhật cả nùi tướng khác nữa anh em, cả nùi tướng khác nữa nha.
Rồi ok, để mình vô mình biên một vài cái cốt truyện nha anh em. Mình mới chiêu mộ được con Gaara, được full tướng nè, có Ino nữa nè. Rồi ok, cơ bản thì đầu game như vậy đi. Nếu mà có điều kiện có thể bơm cái gói đầu của anh em để chúng ta chơi cái con tướng ở trong đó. Không biết là con nào ngon anh em nhờ, con nào lý giải nhanh thì chúng ta sử dụng thôi. Đầu game thì cái này nó không có bỏ qua ta. Cái này nó không có bỏ qua anh em nhờ. Cái này bấm dừng lại, thoát thôi, tiếp tục rồi thôi, chứ không có bấm bỏ qua anh em ơi. Kakashi. Nên là đầu game thì anh em có thể treo cho nó lia qua thôi. Bởi vì đầu game mấy cái quy này nó cũng khá là đơn giản. Trời, nhức vĩ luôn. Trời ơi, chưa gì hết là gặp tượng rồi. Ngoại đạo ma tượng rồi, vãi trưởng nha. Bèm con nhức vĩ này, con nhức vĩ này cái tướng ngầu thì giống con ếch á anh em nhờ. Gamma bơm ta anh em nhờ. Mày bự hơn tao không? Rồi anh em thấy ok like ghê chưa anh em? Định thân đồ nữa kìa. Rất là nhiều cái hiệu ứng luôn anh em. Game này nếu mà muốn nghiên cứu á thì nói chung là chúng ta phải chơi nhiều anh em thì chúng ta mới nghiên cứu được. Nhưng mà với cái khả năng là chơi của mình mấy cái tựa game gacha của mình trước đó thì mình nghĩ là chắc cũng khá là đơn giản anh em ha. Quan trọng nhất là mấy cái gói kích hoạt nó nhiều quá. Nó có kích hoạt nhiều quá anh em, nhưng mà gói nào mà cần á để anh em chơi thì quan trọng nhất là kích hoạt nên lấy gói nào anh em, quan trọng là vậy. Tinh anh nữa nè. À, đã có thêm ải tinh anh và ải ác mộng nữa nha anh em. Là không phải là lia mấy cái ải đơn thuần đâu, chúng ta lia luôn cái ải tinh anh và ải ác mộng nữa. Ở bên đó nó cho chúng ta thêm quà nữa anh em, ngon. Đối với lại ngày đầu tiên thì anh em lia ải thôi, chính thức là chủ yếu là lia ải. Rồi sau đó thì anh em dùng cái tài nguyên ly ải đó anh em úp cho đội hình, trang bị nè, rồi phẩm tướng nè, rồi gacha thêm nếu mà anh em có điều kiện. Đó, cơ bản nó như vậy ha. Đấy, ok, chỗ này mà anh em có nghe tiếng rõ không? Mình mới mở cái tiếng game lên á. Chung là gameplay thì mình đánh giá khá là cao, cũng như là mượt anh em ơi, rất là mượt. À, gameplay này thì nhìn nó quá quen mắt rồi anh em. Quá quen mắt rồi. À, mở tính năng tiệm nữa kìa anh em ơi. Cái tiệm này chúng ta có thể dùng những cái điểm ly ải được cái thứ anh em chơi anh em nha. Đây anh em, tiệm đây, nó mới mở cho mình cái tính năng tiệm ngoài đây nè. Tạp hóa nè. À, mua cái này cái gì ta? Bán đạo cụ, cái này dùng để làm gì anh em nhờ? Nhận được nè. À, cái này là tự động nó bán những cái đạo cụ chúng ta không xài tới anh em. À, cái đạo cụ đó là để đổi anh em, tự động vào trong này là tự động đổi luôn. Rồi cái này là đá cài lại đột phá, cái này là đá đột phá nha anh em ha. Thuốc chách ra dùng tăng phẩm ninja đó, anh em có thể bấm vào trong từng cái con đá. Ủa, cái này là nó khuyến khích nên mua sao đó anh em ơi. Mua luôn đi, mua mấy cục đi. Đây nó có bán thêm mấy cái mảnh tướng nữa anh em. Mảnh tướng bằng đồng à, nó bán bằng đồng anh em ơi. À, câu ngọc thủ cái này là cũng cần nè, mấy cái này là chắc anh em ly ải nó cũng có sao đó nè. Cái nào mà nó để cái dấu sao cái màu đỏ đó là cái đó là chúng ta đang cần cho team á đó. Đó là nó để ngọc kỹ 2 này anh em cũng có thể mua trong này cũng được. Nhưng mà đây ngọc mấy cái này là đá sau để mà anh em tăng phẩm anh em, mua hết mấy cái gói này thử coi anh em, để tí hồi nữa ly ải nó đỡ tốn tài nguyên. À, mấy cái nào nó để cái dấu chấm màu đỏ là anh em đang cần dùng á. Úp cho con Kaxi lên coi, có tăng cấp nè, có đột phá nè, nè. À, cái đá đột phá nè anh em. Lên phẩm này là phẩm xanh lá cộng 2. Hình như là lên cộng 4 rồi sau đó chúng ta mới nhảy lên được tím. Rồi tím cộng 4 rồi sau đó chúng ta mới nhảy lên vàng. Vàng rồi sau đó chúng ta nhảy lên lên đỏ. À, nó vậy đó anh em, ba rem nó là như vậy ha. Rồi kỹ năng, à mỗi ngày chúng ta có là kỹ năng nữa nha anh em, tăng kỹ năng nữa nè. Mỗi ngày là chúng ta có cái điểm, ủa nó có cái điểm để mà tăng không ta, tăng cấp nhanh 5. Trời ơi, kỹ năng nhiều rồi. 4 cái kỹ năng cơ bản đầu. Anh em lên đột phá này thì nó mới nhả thêm kỹ năng cho chúng ta nha anh em, nhớ nha anh em nè. Đá nè anh em. À, nhấp vô trong từng cái trang bị nè, từng cái vật phẩm này là nó sẽ cho chúng ta những cái ải để anh em lia. À, để mà lấy cái đá này anh em nha.
Đây nè, ly nè, ải luôn nè. Đó, nhấp vô anh em có thể càng quét nhanh, anh em lấy bực lấy cái item anh em lên cho cái con Cassie thì thôi, cái con tướng cơ bản thôi. Đây là tăng cấp sao nè, có mạnh chúng ta mới lên được thêm sao nữa nha anh em. Đây ví dụ là quỷ na nè. Để lên Kakashi đi, kỹ năng đây nè. Thiết lôi. Cái này nó không có cho cái tăng cấp nhanh ít năm luôn nè anh em. Này tăng cấp thì chúng ta tốn đồng thôi, nó không có cho cái điểm cơ bản anh em nhờ. Rồi nó ghi cái gì đây? Kỹ năng đã đầy, tăng cấp ninja đạt giới hạn. À đầy rồi nha anh em. Cái này là nó dựa theo cái level của cái con ninja đó. Anh em lên level ninja càng cao thì chúng ta sẽ nhận được cái này càng nhiều. Hình như là max là 20 điểm hay sao á. Dưới này là bốn cái skill cơ bản nha, bốn skill cơ bản và hai cái skill nội tại dưới này anh em ơi. Kỹ năng bị động nè, cây cho mục tiêu sát thương cao hơn, tăng tỷ lệ 5%. Cái này là phá giáp rồi các thứ anh em, tăng tỷ lệ miễn sát thương. À rồi có cả chiến hồn dưới này nữa anh em. Chiến hồn ở dưới này hình như là cái thức tỉnh, cái chiến hồn trang bị của nó anh em, dạng như là cái vũ khí thức tỉnh rồi các thứ á, rất là nhiều cái để mà anh em xem mà tham khảo luôn nha. Rồi ok anh em ơi, cơ bản thì ngày hôm nay đã sẽ là như vậy đi. Thì anh em hãy ủng hộ mình bằng cách cho mình một like, share, dõi kênh để mình và anh em cũng sẽ cùng đồng hành với lại cái tựa game này. Khi nào mà có code mới, mẹo chơi game mới thì mình sẽ cập nhật ở trên kênh, anh em nhớ theo dõi kênh nha. Rồi tất cả thông tin kể cả code chung mình sẽ để dưới phần miêu tả à, anh em có thể vào đó để anh em xem link bay và link của group luôn. Ở trên này là chúng ta sẽ có đấu trường đó anh em, level 15 mở nè. Tổ chức là cái ban hội á, level 21 mở. Khiêu chiến này hình như là đánh boss chung nè anh em. Và tỷ thí dưới này nữa nè. À, ôi phó bản ninja anh em ơi. Kỳ thi chứ không phải tỷ thí anh em, kỳ thi. Rồi ok anh em nha. Thì đó là video ngày hôm nay. Anh em thấy hay hãy chào like, giỏi kênh nhà này có rất nhiều nha.